kinh tế xã hội phát triển, theo đó nhu cầu học tập của người dân cũng không ngừng nâng cao. Bởi vậy, du học đang dần trở thành sự lựa chọn nghiêm túc cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Được thành lập từ năm 2000, công ty tư vấn du học và dịch thuật Đức Anh tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn du học tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty Đức Anh là gửi học sinh du học đến 9 nước trên thế giới với tỷ lệ visa đạt đến 99%. Học sinh có thể chọn học tại trên 2.000 trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học do chúng tôi đại diện. Công ty Đức Anh cung cấp các dịch vụ nhằm hỗ trợ tối đa để học sinh chọn được đích đến phù hợp nhất. Các dịch vụ gồm tư vấn và cung cấp thông tin về nước, trường, ngành học, xin thư mời học, xin visa du học, đào tạo tiếng Anh và trực tiếp tổ chức thi PTE Academic, kỳ thi thay thế cho IELTS và TOEFL trong du học, rà soát hồ sơ du học, hồ sơ xin học bổng, hỗ trợ đặt khám sức khỏe, vé máy bay, bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi, làm thủ tục thăm người thân cho phụ huynh và người nhà du học sinh. Các dịch vụ của công ty Đức Anh mang tính khép kín, hoàn hảo, hiệu quả. Các phụ huynh học sinh nhận xét với dịch vụ du học của Đức Anh, việc xin học, xin visa du học và nhập học dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Tôi tin rằng là những người mà đã từng làm việc với công ty Đức Anh thì sẽ thấy rất là rõ. Thứ nhất, nguyên tắc của công ty là tôn trọng pháp luật. Thứ hai nữa là chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của khách hàng. Điều thứ ba mà chúng tôi cực kỳ chú ý là cái chất lượng phục vụ khách hàng của chúng tôi. Điều thứ tư đấy là minh bạch về mặt thông tin, về mặt tài chính. Bốn cái điểm đấy là bốn điểm khá là khái quát về quan điểm làm việc của công ty Đức Anh. Trong đó khách hàng được tôn trọng và là trở thành trung tâm cho tất cả những hoạt động khác. Bên cạnh tư vấn du học, công ty Đức Anh còn thường xuyên tổ chức các triển lãm và hội thảo du học. Đây là dịp để các phụ huynh cũng như học sinh tìm kiếm thông tin về các trường, ngành học trên thế giới cho quyết định du học của mình. Đáp ứng nhu cầu du học ngày càng tăng, chúng tôi hiện có mặt tại 4 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, chúng tôi cũng là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay được phép tổ chức thi PTE Academic. Đây là kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu và hoàn toàn có thể thay thế IELTS và TOEFL. Trong 14 năm hoạt động, công ty Đức Anh vinh dự được các đại sứ quán và trường đại học quốc tế tặng các giải thưởng cao về trình độ nghiệp vụ tư vấn, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng phục vụ khách hàng. Trong đó có một số giải thưởng quan trọng như xếp hạng Top Performing Agent bởi Hội đồng Anh Việt Nam, Excellent Education Agent to HTMI do HTMI Thụy Sĩ bình chọn, Top Performance Agent khu vực phía Bắc, TAFE New South Wales, Australia, Silver Agent do EASB Singapore bình chọn, Best Agent 2012 North Việt Nam do Đại học Monash Úc bình chọn, giải High Achieving Agent do AEI Đại sứ quán Úc trao tặng, giải Emerging Education Agent do AEI Đại sứ quán Úc trao tặng, giải Top Achieving Agent do Trade New Zealand Đại sứ quán New Zealand trao tặng, được đánh giá thuộc các đơn vị tuyển sinh du học có hiểu biết tốt nhất về giáo dục Singapore 2005 bởi Singapore Tourism Board, là đại diện ủy quyền duy nhất tại Việt Nam cho chương trình thực tập sinh miễn 50-100% học phí khóa thạc sĩ tại trường đại học Marshall, Mỹ. Tính cho đến thời điểm này, có lẽ chúng tôi là công ty duy nhất của Việt Nam đại diện được nhiều trường nhất trên thế giới, trong đó những trường chúng tôi đại diện 100% là trường chất lượng cao. Và tôi đánh giá cao cái vấn đề là nếu như nhân viên của tôi mà làm việc tốt, gửi được nhiều học sinh đến đúng nơi, đúng chỗ, thì trên thực tế là chúng tôi sẽ có những cái đóng góp rất lớn cho xã hội, xét vào phương diện là đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Bằng tâm huyết, nỗ lực cùng kinh nghiệm lâu năm, công ty Đức Anh đã nhận được sự tin cậy, yêu mến từ những bậc phụ huynh và học sinh. Được đánh giá là đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện bởi các trường nước ngoài, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Những tình cảm, sự tin tưởng này trở thành nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của nguồn nhân lực nước nhà.